Vâng, lại một clip khui tất cả các lòng phèo nội thất của sản phẩm bên trung tâm của TL-Audio. Đó là một cặp loa SJX725 hàng Made in USA. Để các bác yêu âm thanh, âm nhạc trên toàn quốc, chúng ta cùng xem và đánh giá về chất lượng. Để khi chúng ta có nhu cầu để sở hữu những cặp như này thì chúng ta được xem chi tiết về độ đẹp cũng như về chất lượng của sản phẩm từ bên trong cho đến bên ngoài. Đây là một cặp full đôi 2 bát 40, dòng từ neo cũng như một chất neo với model mã đời là SJX725. Mọi nhu cầu về mua sắm thiết bị âm thanh, quý vị anh chị em chúng ta xin hãy liên hệ bên trung tâm của Tỷ Audio theo số điện thoại 0975 600 005. Địa chỉ bên trung tâm thuộc thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Trước tiên chúng ta nhìn thấy một trong bốn chiếc bát của đời SJX725 thì Audio đã mở ra để làm video cũng như để chụp ảnh chi tiết để cung cấp thêm hình ảnh khi quý vị nào có nhu cầu quan tâm đến những dòng sản phẩm như thế này. Một chiếc chép neo cũng như hai chiếc bát neo. Trước tiên chúng ta xem về những chiếc củ, những dòng sản phẩm của bát đời củ to như thế này. Nó được thiết kế cho chúng ta chạy với cấu trúc của dòng bát này, đó là 2265HPL. Đấy. 2265HPL. Một trong những cái model. Một trong những cái model 2265HPL là một trong những cái model bass là đời cao nhất để nó sản xuất ra để lắp cho những các cái đời cao cấp như SJX725. Về những chiếc xương của những dòng sản phẩm này thì chúng ta thấy là được một loại xương như kiểu gang đúc và một chất liệu gang rất là tốt. Về độ đẹp của dòng sản phẩm thì chúng ta vẫn nhìn thấy cái độ sáng, cái độ đẹp của từ những các cái khung nhôm gang đúc của cái dòng sản phẩm bát này. Đấy. Made in USA. Thì những cái sản phẩm mà được sản xuất tại Mỹ thì tất cả bát và chép nó đều là cái mã của được sản xuất tất cả là USA. Bát đánh ở chế độ là 8 ôm. Chế độ 8 ôm nhưng hai bát nó vào thân thùng thì nó xuống là 4 ôm. Model của bát là 2265. 2265 có chữ 5 đuôi tức là bát 40, còn 2262 tức là bát 30, quý vị anh chị nhé. Những các cái chiếc truyện, và những các cái mã của cái dòng sản phẩm nó đều được in dập hết ở đây các bác. Và bên đây cũng vậy. À, 5757 này. G89 này. Đây là chúng ta sẽ nhìn sơ bộ về một số những các cái củ như thế này, và bây giờ thì Tiểu Đô sẽ soi chi tiết để chúng ta có thể xem về những cái chiếc nhện của những dòng sản phẩm như thế này, chiếc nhện và những chiếc mã mạc. Chúng ta thấy một trong những chiếc bát nó còn rất là đẹp như thế này. Đấy. Để sở hữu những cái cặp được sản xuất tại đất nước Mỹ thì luôn luôn là sự lựa chọn của quý vị anh chị em. Ở đây những các cái sần sần lâu lâu nó tạo cái vết sần như này. Nhiều khi Tiểu Đô chụp ảnh rồi cung cấp hình ảnh cho những các cái bác xem cái hình ảnh thì các bác nhìn nó không được rõ như bên ngoài. Thấy cái điểm sần này các bác bảo có phải nó bị rách màng hay không? Không có phải rách màng. Nếu nó rách màng thì không ai dám bán cho các bác cả. Đấy. Đã rách màng không ai dám bán cho các bác cả, nhưng mà khi chụp hình thì nó được nó không được chi tiết, nó không được xem, nó không được rõ như bên ngoài nên các bác nhìn nó mờ mờ ảo ảo, nhìn nó có vết, các bác cứ tưởng là nó bị rách màng nhá, nhưng mà không phải đâu. Đấy. Đầu tiên thì chúng ta xem từ những chiếc màng đây. Đấy, nó tạo cái lớp sần này. Bác nào mà hay xem cơ thể mới biết. Thì khi nhìn thì mới cảm nhận được, mới đoán được ra. Đấy, đây là cái mã màng này. Đấy, mã màng. Keo côn chỉ nhện này. Đấy. Đây là chiếc bát đầu tiên. Đây là chiếc thứ hai. Đấy, mã màng. Các bác thấy chưa, từ cái màng của Mỹ nhìn qua cái ống kính quay như này các bác cũng vẫn có thể cảm nhận được các cái tua tua nó có cái anh kim này. Đấy. Đấy. Điện thoại nó lấy được nét thôi. Các bác xem nó sẽ rất là chi tiết. Đấy.
luôn luôn những cái sản phẩm ở bên trung tâm của Tea Audio đẹp thì nó có bấy nhiêu để các bác có thể xem mà tự trải nghiệm đánh giá về cái độ đẹp xem có ưng mắt hay không. Còn là về độ zin thì luôn luôn là phải chuẩn chỉnh cho các bác. Đấy. Đây là chiếc thứ ba. Đấy. Đây này. Những các cái vết màng nó tạo cái lớp nhăn này, nhiều các cái nhìn chụp ảnh mà nó mờ mờ tí là nhìn là các bác cứ bảo là nó thủng. Nó rách màng chỉ sợ là bị lừa đấy, nhưng mà riêng ở đâu lừa chứ còn bên trung tâm của Tea Audio là không có cái chuyện như vậy đấy. Nếu mà các bác xem cái hình ảnh mà thấy nó chưa được chi tiết thì Tea Audio vẫn cung cấp cái video như này để các bác có thể xem lại cái video nó chi tiết từ các cái video như này đấy. Kết hợp video cộng với hình ảnh là các bác xem các bác có thể tin tưởng và để yên tâm để sở hữu những cái chiếc như này. Đấy, các mã màng các bác thấy chưa? Còn đẹp chưa? Để cho nó lên nét lại để cho xem cho nó rõ. Đấy. Các bác thấy chất lượng nó đẹp như này. Đấy. Keo nhện. Và chúng ta vừa xem hết những các cái nhện cũng như những các cái mã màng bên dưới rồi thì bây giờ các bác có thể xem về cái mặt trước của những chiếc bát như này nhé. Đấy. Các bác có thể xem về những cái mặt trước của những chiếc bát như này. Đấy. Các bác thấy cái độ đẹp những chiếc màng như này thì quá là yên tâm để chơi với chất bãi như này rồi. Quay cao lên này tí để các bác có thể nhìn rộng được cái màn hình hơn là 4 cái này. Đấy. Và đây thì một trong những chiếc phân tần. Dòng này thì nó chủ yếu cái bông trăng bị tiêm bia bông tiêu âm cho chúng ta là màu đen lông chuột. Và đây là những chiếc bộ phân tần. Đấy. Những chiếc bộ phân tần của Mỹ được sản xuất tại đất nước Mỹ thì luôn luôn chúng ta thấy bao giờ nó cũng được làm rất là vững chắc, nó vẫn có một cái lớp keo vải ở đây để quấn những cái cuộn cảm này để đảm bảo vật một là khi chúng ta đánh nóng là nó vẫn cứ có cái cuộn đấy là nó vẫn cứ đảm bảo được và tốt cho chúng ta, hai là nó cũng đỡ bị nhiễm các cái từ cái cuộn nọ sang cái cuộn kia. Rất là đẹp. Là bên đây là bên thứ hai. Đấy. Các bác thấy này, từ những cái sợi dây, từ những cái sợi dây để đi từ tín hiệu từ phía sau đi vào. Đấy. Bông tiêu âm thì màu đen lông chuột rồi. Và một ngăn bên trên và một ngăn bên dưới, dòng 725 được thiết kế cho chúng ta hai ngăn. Đây là một trong những chiếc côn, những chiếc côn sẽ đi theo loa của SRX725, hàng sản xuất tại Mỹ. Cái model SRX725 được sản xuất tại Mỹ thì nó có hai chạy hai cái mã của chép. Một là mã là 2451, hai là cái mã 2452. Tuy nhiên cái này nó chạy cũ là mã 2452 các bác nhé, 2452. Đấy. Đây. Những các cái từ bảy màu sắc xi các bác thấy còn rất là đẹp. Nó còn đang sáng choang. Đây là một chiếc trong những chiếc côn xịn này. Cái điện thoại nó lấy nét hơi lâu tí. Ở bên đây cũng vậy nhỉ chú. Chúng ta thấy nó đẹp. Đấy, phải lên nét trước không có trong các bác xem các bác lại. Đây. Những chiếc côn xịn. Đấy. Một trong những cái chiếc từ các bác thấy rất là đẹp. Từ neo, đây nó bám cái gì đen đen này. Nó bám cái vết hơi đen đen các bác nhé.